Mới đây, một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy đã xảy ra mà nguyên nhân là do hành vi chuyển hướng để sang đường mà không quan sát. Theo đó, một chiếc xe tải đang đi trên đường thì bất ngờ người đi xe máy cùng chiều phía trước cho xe sang đường. Do không kịp xử lý, tài xế xe tải vội đánh lái sang trái nhưng vẫn không tránh được va chạm. Một tình huống tai nạn nguy hiểm khác vừa xảy ra với một xe tải. Theo đó, một chiếc xe tải đang chạy trên đường bất ngờ lao vào cổng nhà dân ven đường rồi lật ngang, chắn ngang cổng. Rất may, tài xế không gặp nguy hiểm, đã tự thoát ra ngoài an toàn. Còn đây là đoạn video ghi lại cảnh tai nạn khá nguy hiểm xảy ra với người đi xe máy. Trong lúc đang di chuyển sát lề đường, người phụ nữ điều khiển xe máy không may bị ngã xe, té xuống lòng đường. Rất may, tài xế xe ô tô đi ngay phía sau đã kịp thời thắng gấp, tránh được một vụ va chạm.